Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Gò Dầu của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những thông tin chính. Phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Đảng ủy quân sự huyện Gò Dầu sơ kết giữa nhiệm kỳ. Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt giai đoạn 2023-2028. Dự lễ phát động có ông Huỳnh Thanh Phương, Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo huyện Gò Dầu. Để phong trào thi đua sôi nổi thiết thực hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị các cấp ủy đảng trong toàn đảng bộ huyện thực hiện tốt 4 nội dung quan trọng. Thứ nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phải thực hiện tốt việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thứ hai, chất lượng sinh hoạt tốt. Thứ ba, đoàn kết kỷ luật tốt. Thứ tư, cán bộ đảng viên tốt. Tại lễ phát động, 47 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã ký kết giao ước thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Đảng ủy quân sự huyện Gò Dầu vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chỉ huy quân sự huyện có 3 chi bộ trực thuộc với 29 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quân sự huyện quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp ủy đảng, chủ động tham mưu huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Cùng với đó, lực lượng dân quân tự vệ hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, sắp xếp, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đúng quy định. Mới đây, Hội Nông dân huyện Gò Dầu tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có ông Huỳnh Văn Chừng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, ông Huỳnh Thanh Phương, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện luôn quan tâm đến phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững. Gần 23.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hiện nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân là hơn 3,3 tỷ đồng, đã giải ngân 17 dự án với hơn 1.200 lượt hội viên nông dân vay và sử dụng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả và hoàn trả đúng hạn. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các xã thị trấn còn phối hợp với các ngân hàng cho nông dân vay vốn số tiền hơn 688 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tương trợ giúp nhau được duy trì. Hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Lê Văn Dân tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gò Dầu nhiệm kỳ 2023-2028. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh phối hợp Hội chữ thập đỏ huyện Gò Dầu tổ chức trao bò sinh sản cho ông Lê Văn Sướng, ngụ ấp Tầm Lanh. Ông là hội viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, không có đất sản xuất, phải làm thuê kiếm sống hàng ngày. Con bò có giá trị gần 15 triệu đồng do Hội chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Ban tuyên giáo huyện ủy vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ ở cơ sở năm 2023. Có khoảng 60 học viên là thành viên hội phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia học tập. Lớp bồi dưỡng với các bài cơ bản như một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hệ thống chính trị ở Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, chức năng đại diện, các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Gò Dầu hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.